Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, bước sang tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn, làm sao để vượt qua được những trở ngại, làm sao để đón nhiều vận may và làm sao để nắm bắt được cơ hội đến với mình. Mình được vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Giáp Tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, quý anh chị tuổi Giáp Tý thân mến, từ trước đến nay trên con đường đi tới thành công nào cũng rất khó khăn, cũng đầy gian khổ. Cổ ngữ có câu: bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ sống trong bút giá, và người muốn thành tài thì đều phải trả giá và đánh đổi, kinh qua đủ các loại lò rèn. Và khi đã trở thành báu vật rồi thì tự khắc cuộc đời sẽ an bài cho số phận an nhàn, giàu sang, mưu cầu như ý, sợ cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, con sáu ba đời vẫn được hưởng phúc báo từ bàn. Vậy cụ thể vận trình của quý anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh Hải Trung Kim diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Giáp Tý cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan, trời sinh tuổi Giáp Tý là những người thông minh, tài giỏi, luôn độc lập trong công việc cũng như cuộc sống. Họ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Trong số 12 con giáp, tuổi Giáp Tý là người có khả năng kiếm được nhiều tiền và có thể quản lý tài chính tuyệt vời. Họ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc và biết chừa đường lui mỗi khi có quyết định quan trọng. Họ lạc quan vui vẻ, không bị suy sụp, cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào, luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình. Đồng thời họ cũng rất nhạy cảm, có trực giác tốt và có trí tưởng tượng phong phú. Người tuổi Giáp Tý cũng thường dễ gần, đôi khi bạn thấy họ hơi khó tính hay phàn nàn, nhưng nhìn chung họ là những người dễ kết bạn. Người tuổi Giáp Tý biết giữ bí mật, nhưng họ cũng thích làm, tìm hiểu bí mật của người khác. Họ sẽ dễ giận dữ và bụng mình bởi sự lười nhác và phung khí của người khác. Họ quá quan tâm đến những tiểu tiết hay phán xét người khác. Tuy vậy, họ luôn có ý tốt, họ thích đặt câu hỏi và có cái nhìn sắc bén. Người như vậy có thể hiểu rõ hầu hết mọi người và ghi nhớ mọi thứ xung quanh ở trong đầu. Người tuổi này có thể thành công trong mọi việc bởi họ thông minh, họ có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và đối mặt với hiểm nguy mà không hề lo sợ. Chính từ đầu óc nhanh nhạy, cái nhìn sắc bén và sự hiểu biết sâu sắc nên những thất bại trong đời chỉ làm họ thêm dạn dĩ và khác thường. Không phải lo lắng về sự an toàn của người tuổi Chuột, trước khi làm một việc nào đó, họ luôn chừa một lối thoát cho mình. Vào thời điểm những điều không ngờ xảy đến, họ có thể vượt qua rắc rối tức thì, bản năng tự vệ chiếm một vị trí quan trọng trong tim người này. Nhìn chung, các kế hoạch của họ có ít rủi ro, vì vậy nếu bạn muốn tránh phiền phức, hãy làm theo lời khuyên của người tuổi này. Mặc dù họ có thể lường trước được hiểm nguy, nhưng sự đam mê các món hời có thể khiến họ đưa ra những nhận định sai lầm và thậm chí bị rơi vào bẫy. Nếu họ có thể vượt qua lòng tham của mình và biết kiềm chế hơn, cuộc sống của họ sẽ thuận buồm xuôi gió. Tử vi học có nói, tháng 8 âm lịch năm 2023 là một tháng khá bình yên với tuổi Giáp Tý, mặc dù sự nghiệp và cuộc sống thuận lợi, như không có bước đột phá. Tháng này bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần vì đây là thời khắc hoàng kim đối với vận mệnh của họ. Từ giai đoạn này trở đi, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân bu quanh phụ trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp vững chắc kéo theo tài vận dồi dào. Nhìn chung cuộc sống trong tháng nếu như không thành đại gia thì cũng giàu có viên mãn. Tiếp theo, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của người tuổi Giáp Tý tháng 8 âm lịch 2023. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Giáp Tý nam nữ mạng, sinh năm 1984, tháng 8 âm lịch 2023. Nhờ gặp được cục diện tam hội thái tuế nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình. Ngay từ đầu tháng, bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được tình cảm và đánh giá cao của những người xung quanh.
tháng 8 âm này cũng có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Đặc biệt có nguyệt lệnh lâm đất lâm quang ủng hộ, tháng này bản mệnh còn có điềm báo được tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy, không phải nước nào cũng sẵn có, Giáp Tý nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức, hãy chịu khó học hỏi, trau dồi, chắc chắn nó sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là thời điểm vàng và nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình. Tam hội cục còn mang tới quý nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhìn chung, đây sẽ là tháng cần nhiều thời gian hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực đều được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Tý nam nữ mạng, sinh năm 1984 tháng 8 âm lịch 2023. Theo tử vi của 12 con giáp âm lịch, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Giáp Tý cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này. Có tam hội cục lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh với người làm công ăn lương. Tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng và bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn, nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn, do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đang đứng ra xử lý. Dù phải đi xa nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức, vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Giáp Tý nam nữ mạng, sinh năm 1984, tháng 8 âm lịch 2023. Con đường tình duyên của người tuổi Giáp Tý lại không được hanh thông, thuận lợi như con đường sự nghiệp và tài lộc. Có thể đây là cái giá phải trả, nếu như bạn muốn gặt hái thành công, bạn không có nhiều thời gian để quan tâm đến người thân của mình bởi bạn đã tốn quá nhiều tâm huyết cho sự nghiệp. Bạn nên trao đổi rõ mọi vấn đề với người ấy để tránh những hiểu lầm không đáng có và được người ấy thông cảm nhiều hơn. Khi sắp xếp được lúc rảnh rỗi, bạn cũng nên ở bên người thân và trò chuyện với mọi người nhiều hơn, nhờ những phút giây như vậy mà bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời người thân có thể giúp được bạn nếu bạn gặp phải chuyện khó giải quyết. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý nam nữ mạng, sinh năm 1984, tháng 8 âm lịch 2023. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Tý không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong khoảng thời gian này. Với tinh thần hăng hái, tích cực, bạn luôn cảm thấy tràn trề sức lực và sẵn sàng bắt tay vào các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, dù nhiệt tình với công việc đến mấy, bạn cũng không nên bắt bản thân mình làm việc quá sức. Tốt nhất bạn vẫn nên duy trì lối sống sinh hoạt điều độ, ăn uống, nghỉ ngơi có giờ giấc để tránh các bệnh như đau dạ dày, đau đầu. Người đang mắc bệnh cũng có dấu hiệu cải thiện sức khỏe nhờ tác động của đế vượng, vận hành nghiêm túc thực hiện theo các yêu cầu của bác sĩ. Vận động và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, chắc chắn bệnh tình sẽ thuyên giảm. Đầu tiên là nam mạng Giáp Tý, sinh năm 1984. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm lịch năm 2023, vận trình cuộc sống của nam mạng tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, do sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đương số cần cẩn trọng hơn trong công việc, nhất là các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tháng, bản mệnh nên tránh đổ dồn hết vốn liếng để hùn hạp làm ăn.
Làm việc gì dù là việc nhỏ nhất cũng nên cân đo đong đếm cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng, hạn chế cơ hội cho tiểu nhân quấy phá. Nếu bản thân thành công vượt qua vận hạn này, thì về sau công việc sẽ rất thuận lợi, đặc biệt đối với người làm văn phòng, con đường thăng tiến sẽ rất rộng mở. 2. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời nam mạng, tuổi Giáp Tý sẽ chịu tác động của hạn thiên tinh. Người gặp hạn này cần đề phòng các vấn đề liên quan tới ngộ độc thực phẩm. Để đảm bảo bản thân khỏi hạn tuổi, mệnh chủ nên tránh ăn uống lề đường, sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Ngoài ra, quý nam Giáp Tý cũng cần cẩn trọng đến các vấn đề liên quan tới kiện tụng. Mọi việc tốt nhất nên được xử lý theo hướng dĩ hòa vi quý, tránh những tranh cãi và mâu thuẫn không đáng có, ảnh hưởng tới cuộc sống. 3. Tứ trụ, thiên hòa địa xung. Phương diện công việc, tài chính trong tháng tự thân vận động là chính. Nếu có ý định đầu tư kinh doanh lớn, thì bản mệnh nên cân nhắc kỹ lưỡng nên thử sức trước với mô hình kinh doanh nhỏ. Ngoài ra mệnh chủ cũng cần chú ý hơn tới lời ăn tiếng nói, tránh để những lời nói trong lúc nóng giận, mang tiếng, phiền phức, thị phi. 4. Vận niên. Vận niên của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, là Long Đắc Vũ. Báo hiệu vận trình tháng này, bản mệnh sẽ phải đối đầu với quá nhiều khó khăn và thử thách, song nếu quyết tâm theo đuổi và nỗ lực tới cùng, thì chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, với bản tính cởi mở luôn hết mình với bạn bè và người thân, nên khi gặp khó khăn, đưa số sẽ nhận được kha khá sự trợ giúp đắc lực. 5. Hóa giải sao hạn. Theo quan niệm dân gian, khi gặp phải sao xấu hung tinh, mọi người thường được khuyên dâng lễ cúng sao giải hạn. Nghi lễ này sẽ giúp hóa giải và xua tan các vận khí xấu, đồng thời phù trợ vận trình cuộc sống của đương số được suôn sẻ và may mắn hơn. Tiến hành nghi lễ giải hạn sao Thái Bạch, bản mệnh có thể thực hiện tại gia hoặc lên chùa thành tâm cúng lễ, tuy không cần phải xa hoa tốn kém, nhưng cốt yếu phải một lòng cung kính, trang nghiêm, hơn nữa quý nam Giáp Tý cố gắng làm nhiều việc tốt, tích đức, phúc dày thì mọi sự sẽ được bình an. Tiếp theo là nữ mạng tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. 1. Sao chiếu mạng. Sao chiếu mệnh của người nữ, sinh năm 1984, là sao Phúc Tinh Thái Âm, báo hiệu một tháng vận trình cuộc sống có nhiều dấu hiệu khởi sắc như mong đợi, công việc làm ăn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió. Phương diện tài chính, đón nhận nhiều cơ hội tài lộc, bản mệnh sẽ có được một khoản dư không nhỏ. Không chỉ vậy, đời sống tình cảm cũng nên hương, gia đạo trong ngấm ngoài êm, đồng lòng hết mực. 2. Hạn tuổi. Nữ mạng tuổi Giáp Tý vướng phải hạn tam kheo, người chịu chi phối của hạn này cần cẩn trọng đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn, có thể dẫn đến giảm suy lực, thị lực. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên tránh leo trèo trên cao, phong trường hợp trượt chân dẫn đến các vấn đề không mong muốn. 3. Tứ trụ, thiên hòa địa xung. Nữ giới tuổi Giáp Tý không có nhiều sự thay đổi quá lớn trong công việc, kiên trì chờ đợi, nắm bắt cơ hội đúng lúc sẽ là cách giúp phần trình của mệnh chủ trong tháng rực rỡ. 4. Vận niên. Vận niên của nữ mạng Giáp Tý, sinh năm 1984, là khuyển cuồng phong, báo hiệu quý nữ cần khôn khéo hơn trong việc đối nhân xử thế, tránh tai bay vạ gió. Ngoài ra bản mệnh cũng nên cẩn trọng hơn trong các quyết định liên quan đến việc làm ăn, kinh doanh. 5. Hóa giải sao hạn. Trong hệ thống cửu diệu niên hạn, sao Thái Âm là sao Phúc Tinh. Theo quan niệm của ông bà xưa, thì khi được sao này chiếu mệnh, mệnh chủ được khuyên nên cân nhắc đến việc tổ chức lễ nghênh sao để tăng thêm phúc khí. Ngoài ra, quý nữ cũng có thể tham khảo các phương pháp phong thủy khác như sử dụng vật phẩm phong thủy, đi chùa để cầu bình an, hành thiện tích đức. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 1 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Giáp Tý theo 12 tháng sinh âm lịch, người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng riêng được hưởng phúc lộc tổ tiên, nên cuộc đời hạnh phúc, không bao giờ phải lo thiếu cái ăn, cái mặc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, sự nghiệp hanh thông, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn có của ăn của để. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 2 âm lịch. Người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên rất được nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy bản mệnh không phải là người quyền cao chức trọng, nhưng cũng gây dựng được sự nghiệp riêng. Có những lúc nguy hiểm từ trường khó thoát nhưng vẫn may mắn, bình an, tài lộc đủ đầy. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 3 âm lịch. Sinh ra vào tháng này, bản mệnh có số mệnh khá hẩm hiu, cần tu tâm dưỡng tính,
tránh tham lam thì mới giữ được bình an. Ngoài ra, người này không có thiên phú, làm kinh doanh do tính tình thiếu quyết đoán, dễ mềm lòng nên thường bỏ lỡ những cơ hội đáng quý. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 4 âm lịch. Vận trình của người tuổi Giáp Tý sinh ra vào tháng này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều do không được phúc tổ tiên. Ra ngoài xã hội bản mệnh cũng ít được quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp khó thành. Dù cố gắng đến mấy tình hình tài chính cũng chỉ ở mức ổn định chứ không giàu có được. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 5 âm lịch. Người sinh vào tháng này có số bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp chốn, bản mệnh có máu làm giàu nên hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại khó khăn, hiếm khi để lỡ thời cơ. Thời trẻ bạn sẽ khá vất vả, nhưng đến tuổi trung niên thì sung túc no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 6 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Giáp Tý theo 12 tháng sinh âm lịch, thấy bản mệnh là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, do tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, nên bạn phải tự lực cánh sinh, gây sướng sự nghiệp bằng chính sức mình. Nhờ có tính tình cương nghị, ý chí sắt đá mà bạn có thể vượt qua khó khăn, tự làm giàu cho bản thân. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 7 âm lịch. Cuộc đời của người sinh vào tháng 7 âm lịch có thành có bại, song hưởng phúc lộc trời ban nên vẫn được đủ đầy, dù có gặp tai họa thì vẫn có cơm ăn áo mặc. Ngoài ra, bản mệnh còn có người tính tình cứng cỏi, rơi vào cảnh khó vẫn giữ lòng tự trọng, dù vất vả kiếm kế sinh nhai, cũng quyết không cậy nhờ người khác. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tài vận của người tuổi Giáp Tý sinh tháng này sẽ tốt, bạn có số giàu sang sung túc, ở nhà được người bạn đời thấu hiểu, ra ngoài có quý nhân tương trợ, nên việc lớn gì cũng thành. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì tất có thành công, tiền bạc chất cao như núi. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào tháng 9 âm lịch, bản mệnh có cuộc đời bình an, hạnh phúc, tài lộc đủ đầy. Nhiều khi dù bạn có nhiều tham vọng, được đến đâu hay đến nó, song cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể nắm bắt, khiến nhiều người ghen tị. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 10 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 10, thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, bạn cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy khi có cơ hội thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, nên dù có tiền cũng không biết làm gì cho sinh sôi nảy nở. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 11 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Giáp Tý trong 12 tháng sinh âm lịch, bản mệnh không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình là chính. May mắn tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tiền bạc cũng chảy về túi thuận lợi hơn trước rất nhiều. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 12 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng Chạp được hưởng tài sản cha ông để lại. Khi mới khởi nghiệp, bạn khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng thành công, lại thêm tư chất thông minh, lương thiện, hay giúp đỡ mọi người, nên được nhiều người yêu mến, có quan hệ xã giao rộng rãi, nên việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.